giật mình kinh hãi với clip hồng hạc mổ đầu nhau lấy máu nuôi con. Mới đây, có một đoạn clip khiến nhiều người thấy kinh hãi, đó là cảnh tượng về hai con hồng hạc, trong đó một con dường như đang mổ vào đầu con còn lại, để dòng máu đỏ tươi chảy ra rơi xuống miệng chim non bên dưới. Nhiều người cảm thấy hết sức bất ngờ và chua xót, vì không ai nghĩ rằng một loài chim mang tính biểu tượng của sự lãng mạn như hồng hạc lại có cách nuôi con rùng rợn đến như vậy. Nhưng tự nhiên là một thế giới đầy những điều bất ngờ, thứ dịch lỏng đỏ tươi đang chảy ra ấy thực chất không phải máu, mà là sữa. Hồng hạc là loài chim duy nhất trên thế giới có khả năng tiết sữa cho con non, và nó được gọi là sữa diều. Nguyên nhân là vì khi mới ra đời, hồng hạc non phải ăn dịch lỏng trong những ngày đầu đời, buộc cả chim bú lẫn mẹ phải có sữa. Được biết, sữa diều rất giàu protein và chất béo, được tiết ra từ diều chim lớp màng mỏng bọc quanh phần mở rộng của thành mỏ. Với trường hợp trong video, chim bú đã nhỏ sữa lên đầu chim mẹ để dịch lỏng chảy dần vào miệng con non, chứ không hề có hành động mổ.